Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cuộc Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề đó, hôm nay Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe về 6 bài đồng dao đáng sợ. Thì như các bạn biết rồi, đồng dao là những cái bài hát ngân nga vốn dĩ dành cho trẻ con. Nhưng bên cạnh đó, nó có một số những cái phiên bản rất là kinh dị. Và đây cũng có thể coi như là một dạng urban legends, một dạng truyền thuyết đô thị á. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái chủ đề của ngày hôm nay. Và cái bài đồng dao đầu tiên được mang tên là Mẹ tôi giết tôi. Mẹ giết tôi, cha ăn tôi, anh và chị tôi ngồi dưới gầm bàn, nhặt xương của tôi lên, chôn trong mộ đá lạnh lẽo. Bài đồng dao Mẹ tôi giết tôi kể về một cậu bé bị mẹ kế giết hại. Sau đó bà ta nói với người cha là cô chị không cẩn thận đã giết chết cậu bé, rồi nấu xác cậu bé đem cho người cha ăn. Cô chị đau xót đem xương em trai của mình chôn dưới gốc cây. Đó là bài đồng dao thứ nhất. Qua tới bài đồng dao thứ hai. Em gái cõng búp bê. Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm anh đào. Búp bê òa khóc gọi mẹ ơi, chim nhỏ trên cây cười ha hả. Búp bê à, búp bê sao lại khóc, có phải nhớ mẹ rồi không? Búp bê à, búp bê đừng khóc nữa, có tâm sự gì thì nói với tớ đi. Trước đây tớ cũng có gia đình, có ba, có mẹ yêu thương tớ. Một hôm ba say rượu, cầm búa đi về phía mẹ tớ. Ba đập thật nhiều nhát, máu tươi nhuộm đỏ tường. Đầu mẹ lăn dưới đất, mắt mẹ vẫn nhìn tớ. Ba ơi, mẹ ơi, vì sao thế? Sau đó ba bảo tớ giúp ba. Bọn tớ chôn mẹ dưới tàn cây. Sau đó ba lại cầm búa lên, lột da tớ làm búp bê. Bài đồng dao trên khá nổi tiếng và có nhiều phiên bản. Phiên bản thịnh hành nhất chính là câu chuyện về cô bé Bắc Thôn Ngọc Thượng, con của một vị tướng quân với vợ nhỏ. Lúc nhỏ Ngọc Thượng rất xấu, đến khi lớn lên vẫn còn rất xấu. Cho dù là ba mẹ nhưng họ cũng không thích cô, cũng không muốn gần gũi cô bé. Bởi vì thời đó, xấu xí được xem là một căn bệnh truyền nhiễm. Ngọc Thượng vì thế mà thu mình lại. Người bạn duy nhất chính là con búp bê mặt cười. Cô ôm nó suốt ngày. Đến năm 15 tuổi, diện mạo vẫn không thay đổi. Cô bé tự ti rơi vào tuyệt vọng, treo cổ tự sát trong căn phòng của mình. Bởi vì từ nhỏ xa lánh mọi người nên không ai phát hiện ra là cô đã chết. Đến khi tóc của cô rơi xuống sàn, váy trắng biến thành màu đỏ sẫm, mẹ cô bé cũng phát hiện được. Mẹ cô gào khóc thảm thiết. Sau khi làm đám tang cho con gái, bà vẫn không sao quên được cảnh tượng đó. Bà đổ tất cả lỗi lầm lên đứa con gái thứ hai. Sau đó bà u uất lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 30. Trước khi chết, bà vẫn ôm con búp bê cười của Ngọc Thượng và nói rằng sẽ đi tìm đứa con gái của mình. Mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ sau cái chết của hai mẹ con. Cứ đến tối thì có tiếng quạ kêu quang quác kèm theo tiếng nỉ non truyền ra từ căn phòng của hai mẹ con. Mẹ ơi, con cô đơn quá. Mẹ ơi, sao không ở bên cạnh con? Thứ duy nhất chứng minh bọn họ từng tồn tại chính là con búp bê có gương mặt cười. Để làm dịu sự sợ hãi của mọi người, tướng quân sai người khắc mặt mèo lên khuôn mặt của con búp bê. Nhưng dặn dò là không được khắc miệng vì không muốn nó phát ra âm thanh. Sau đó con búp bê được đặt ở trong gia đình suốt nhiều trăm năm. Đến thời chiến tranh, gia đình Bắc Thôn bị tàn sát cả nhà, tài sản bị cướp đi. Con búp bê cũng bị bán đi và trôi dạt khắp nơi. Cuối cùng, nó được bán cho một cửa hàng đồ chơi và được một cô bé mang về nhà. Vào ngày nọ, sau khi ăn tối,
Cô bé ôm con búp bê ra vườn ngắm hoa đào. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói kỳ lạ phát ra từ con búp bê. Mẹ ơi! Và đó là kết thúc bài đồng giao thứ hai, sang đến bài đồng giao thứ ba, có tên là chơi dây. Thắt dây buộc vào ngón tay bạn có thể kết dây, kéo dây móc ra hình hoặc tiết thật dễ thương. Bạn xoay một móng gà lớn, tôi biến thành sợi mì. Bạn thắt thành lưới cá, tôi thắt ra cái chậu. Bạn thắt máy bay hạ cánh, tôi thắt thành cái kéo và lọ hoa. Chơi dây, chơi dây nha, ngón tay khéo léo xoay nha. Bài đồng giao này kể về trước đây có cặp anh em song sinh luôn ngồi trong góc nhà chơi dây với nhau. Hai đứa không có cha, người mẹ vì cuộc sống bức bách đi làm gái điếm rồi quen biết một gã đàn ông không bình thường. Và một ngày nọ, đến nhà người mẹ trông thấy cặp song sinh đáng yêu, lập tức đánh thức con quỷ trong người của gã. Thừa dịp người mẹ đi vắng, gã đã sát hại tàn nhẫn hai anh em. Khi đó hai đứa trẻ đang ở nhà chơi dây, gã biến thái đã ra tay với thủ pháp vô cùng kinh tởm. Ở hiện trường, hai đứa trẻ bị treo lên ruột thòng xuống đất. Bên dưới là hai cái chậu cây đầy máu. Cả hai đều bị chặt thành 7-8 khúc. Móng gà lớn trong bài đồng giao chính là cái tay. Sợi mì chính là ruột. Lưới cá chính là dây trói. Chậu chính là chậu máu. Máy bay hạ cánh cùng cây kéo chính là thủ pháp mà gã đã thực hiện. Gã dùng kéo rạch bụng hai đứa trẻ, cắt từng khúc nội tạng quăng xuống đất giống như là hình ảnh của máy bay hạ cánh. Và lọ hoa ở trong bài đồng giao chính là đem hai trái tim của hai đứa trẻ bỏ vào lọ thủy tinh. Bài đồng giao thứ tư, chú chim trong lòng. Chim trong lòng à, chim trong lòng, lúc nào cũng muốn bay ra. Vậy trước khi bình minh lên, sếu cùng rùa hợp lại, sau lưng bạn là ai? Đây là bài đồng giao về một trò chơi trẻ con ở Nhật Bản. Đứa trẻ ma sẽ ngồi xổm dưới đất che mắt lại. Những đứa trẻ khác sẽ nắm tay nhau xoay xung quanh nó và hát đồng giao. Sau khi hát xong, nó sẽ đoán đứa trẻ sau lưng nó là ai. Nếu đoán đúng thì đứa kia sẽ thế chỗ của nó. Hàm ý rằng bài đồng giao này là thời khắc đối diện với quỷ. Chim trong lòng đã tìm được kẻ chết thay. Hoặc có một cái gợi ý khác, một cái tên khác thì bài đồng giao này á, các bạn có thể search dưới tên là Kagome. Kagome thì nó sẽ ra cái bài đồng giao này. Và đó là kết thúc bài đồng giao thứ 5. Qua tới bài đồng giao thứ 6, tên là tính tịch tình tan, tình tan ăn thịt. Tình tan tan, không ai động, nhìn thấy rõ, lòng khó yên, bụng ồng ọc, vẫn không ăn. Anh không ăn, tôi ăn trước, anh không ăn, tôi ăn trước, hu hu hu, uống hết sạch. Đấm ra, kéo dấu, hi ha ha, đừng hoang mang, bữa ăn sau, bạn làm canh. Câu chuyện của bài đồng giao này là tình trạng ăn thịt người ở thời kỳ đói kém. Có thể tạm hiểu nội dung của bài đồng giao là một bữa ăn mà ở đó thức ăn chính là thịt người. Mọi người không ai dám động vào vì biết trước. Phía trước là loại thức ăn không bình thường nên trong lòng cũng bức rất không yên. Mặc dù bụng ai cũng đã sôi ọng ọc. Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà ăn miếng đầu tiên. Mọi người vừa ăn vừa khóc, nhưng một khi đã bắt đầu là sẽ ăn hết sạch. Những câu cuối có thể hiểu là một trò chơi tương tự như uẳng tù xì. Người thua tức là người ra kéo phải làm canh của bữa tiếp theo, tức là sẽ phải làm thức ăn cho tất cả mọi người còn sống. Và đó là kết thúc bài đồng giao thứ 5, sang đến bài đồng giao thứ 6, cũng là bài đồng giao cuối cùng,
Và đây là một cái bài đồng dao rất là quen thuộc với tất cả mọi người vì nó xuất phát từ Việt Nam, có tên gọi là Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang, cà lan bí rỡ, cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu, qua cầu mà té, chú bán ớt, ở lại làm chi. Con le le, đánh trống thổi kèn, con bìm bịp, thổi tò tí te, tò te. Tuổi thơ của chúng ta thì trẻ em nào cũng đã từng ngân nga câu hát này và thuộc nằm lòng nó. Với giai điệu êm tai đã làm cho chúng ta chỉ biết đến câu hát, chứ không hề nghĩ đến cái ý nghĩa của bài hát đó. Sự thật là hầu hết 90% người dân Việt Nam không biết ý nghĩa của bài hát Bắc Kim Thang, cà lan bí rỡ là như thế nào. Hay chú bán ớt, chú bán dầu, có chuyện gì mà con le le và con bìm bịp nó phải đánh trống và thổi kèn như vậy. Ngọn ngành của bài hát này được lấy từ câu chuyện cổ tích ở Nam Bộ, bắt nguồn ở miền Tây thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên. Chuyện kể rằng, ngày xưa ngày xưa, có một người bán dầu lửa và một người bán ớt chơi rất thân với nhau. Nhà hai người sống tách biệt trên một cù lao nhỏ ven sông, cách xa khu dân cư, nên hàng ngày đi bán, họ phải đi qua một cây cầu để đến chợ làng. Cây cầu khỉ có hình dáng mộc mạc, vắt vẻo như thế này đây. Phải khéo léo lắm mới đi một mạch mà không bị rơi xuống dưới nước. Nhà nghèo, cảnh nhà cũng neo đơn, nên hai anh dễ dàng thân thiết với nhau. Có lần, mẹ già của anh bán ớt bị bệnh nặng, không có tiền thuốc thang mà lìa trần. Anh bán dầu mới chia sẻ tiền ma chay với anh bán ớt mà không hề tính toán thiệt hơn. Chính vì thế mà anh bán ớt ngày càng cảm kích tấm chân tình của người bạn mình. Tình bạn của họ ngày càng được gắn bó hơn kể từ sau vụ đó. Một đêm nọ, anh bán ớt đi bắt ớt ở trong đêm như mọi ngày. Nhưng hôm nay, anh ta phát hiện ra có tiếng kêu thảm thiết của hai con vật phát ra từ một cái bẫy ở trên đồng. Tò mò, anh ta lại gần xem thì thấy một con le le và một con bìm bịp đang van xin kêu la tha mạng. Một hồi sau, anh ta phát hiện ra là vì con le le và bìm bịp đang tranh ăn với nhau cho nên sẩy chân rơi vào bẫy của con người. Gặp anh bán ớt, bọn nó ra sức năn nỉ cứu mạng và hứa sẽ đền đáp công ơn về sau. Vốn là người có tánh nhân từ, anh bán ớt đồng ý mở lòng giải thoát hai con. Vài ngày sau, le le và bìm bịp đến nhà của anh ta và báo cho một tai nạn sắp sửa xảy ra. Chúng nói rằng mình đã nghe thấy hai con ma da ở sông bàn với nhau là sẽ kéo chân hai anh bán dầu và bán ớt rớt xuống sông để chết và thế mạng cho chúng. Hai con ma da này chết đã lâu và muốn đầu thai nên cần có người thế mạng. Nếu không thì chúng sẽ hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai trở lại làm con người. Thấy hai anh này thích hợp nhất vì khi trời vừa rạng sáng, anh bán dầu đã ra chợ, còn anh bán ớt thì về nhà. Thời điểm đó chúng mới có thể ra tay được. Nếu mặt trời lên, phép thuật của chúng sẽ biến mất, nên trong vòng 7 ngày, chúng phải hại cho chết. Sau đó anh bán ớt mới thuật lại câu chuyện này cho anh bán dầu nghe. Bàn với anh bán dầu là cùng ở nhà nghỉ một tuần cho qua kiếp nạn. Oái âm thay, anh bán dầu không tin và cho rằng đó là câu chuyện mê tín dị đoan vớ vẩn. Làm gì có ma quỷ trên đời này cơ chứ? Theo kế hoạch của Le Le và Bìm Bịp, anh bán ớt mới mời anh bán dầu qua nhà mình chơi nhân tiện ngày giỗ mẹ của mình. Anh bán ớt chuốc cho bạn mình no say bí tỉ, ngủ ly bì quá giờ đi bán. Sang ngày kia, anh bán ớt lại lấy cớ sang nhà anh bán dầu để cảm ơn là đã giúp đỡ mình chuyện tiền nong và bày tiệc ăn uống no nê. Anh bán dầu say mềm và một lần nữa lại không kịp giờ đi bán. Hai ông bạn cứ thế nhậu với nhau và ngủ mê man cho tới ngày cuối cùng của định mệnh. Do say xỉn mấy ngày liền, anh bán ớt đã ngủ quên. Còn ông bạn bán dầu chợt choàng tỉnh dậy và sửa soạn đồ đi bán vào đúng lúc sáng sớm mà anh bán ớt không hề hay biết. Do bước vội vội vàng vàng, cây cầu khỉ trong chinh lại bị bọn ma da hóa phép cho nó trơn trượt,
nên anh bán dầu vuột chân, té nhào xuống sông mà chết. Anh bán ớt hay tin, mặc dù đau buồn nhưng phải chờ hết hạn của tụi ma da. Sang ngày hôm sau mới dám đi vớt xác của bạn lên mà làm đám tang. Thấy ân nhân của mình lòng đau như cắt, Bìm Bịp và Le Le cũng cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống tang để tiễn đưa linh cữu của người chết oan. Đến đây, có lẽ chúng ta đã hiểu vì sao chỉ có 4 câu cuối là: chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ớt ở lại làm chi, con Le Le thì đánh trống thổi kèn, con Bìm Bịp thổi tò tí te tò te. Cả bài đồng dao trên được viết ra dựa trên câu chuyện dân gian này. Tuy nhiên, trải qua thời gian rất dài, cuộc sống thay đổi rất nhiều, nên những người lớn có khi không hiểu hết được ý nghĩa của hình ảnh trong bài hát Bắc Kim Thang. Hoặc có hiểu cũng không thể nào đủ kiên nhẫn để giải thích cho con cháu mình, vì cũng khó lòng hình dung ra những thứ mộc mạc, cũ kỹ như thế này ở trong cái thời hiện đại. Nhưng bài hát thì vẫn cứ truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác và gây ra không ít hoang mang, tò mò, và ý nghĩa thật của bài hát cũng dần trôi vào lãng quên. Và đến đây thì Nguyễn Nguyễn cũng muốn lý giải cho các bạn nghe một xíu nữa theo những cái tài liệu mà mình tìm được không? Thì cái hình ảnh Bắc Kim Thang á, cái này nói về một cái kỹ thuật trồng các loại dây họ dây leo ở miền Tây Nam Bộ. Thì người ta bắt hai cây cột hình thang gần giống như là cái kim tự tháp đó các bạn. Từ kim á, ý chỉ á, là cái tam giác cân. Hai cây cột này á, thì là bắt chéo nhau và cắm ở trên mặt đất. Những cái thang này cách nhau một khoảng và chạy thành một cái hàng dài rồi được nối với nhau bằng một cái kèo dài trên cầu thang á, để cân bằng cái lực đỡ. Và đến đây á, cái câu cà lan bí rợ thì ý nói là cái quả cà nè, cái củ khoai lang và quả bí rợ. Cả ba loại quả này đều thuộc cái họ dây leo và hình ảnh này ví von cho cái tình cảm keo sơn khắng khít của anh bán dầu và anh bán ớt. Như là Bắc Kim Thang, cà lan bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột, ý chỉ là như vậy. Và tất cả những cái tài liệu vừa rồi thì Nguyễn Nguyễn đã tìm hiểu và tổng hợp được từ rất là nhiều nguồn và đã chia sẻ đến cho các bạn. Và đến đây thì cái video ngày hôm nay của chúng ta cũng đã hết. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho tính giờ này. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ekip Nhà Sớm cũng như là Nguyễn Nguyễn và Nguyễn Huy. Và như các bạn đã biết thì hiện tại ngoài kênh Sớm này thì bọn mình còn có kênh Đất Đồng Radio và kênh riêng của Nguyễn Nguyễn. Thì ở đó Nguyễn Nguyễn sẽ kể lại những cái câu chuyện ma có thật do các bạn khán thính giả gửi về, hoặc kể lại những cái bộ phim hay và những cái câu chuyện sáng tác theo phong cách là kể chuyện chứ không thuần đọc chuyện như kênh Đất Đồng Radio. Thì Nguyễn Nguyễn có để kênh của Nguyễn Nguyễn cũng như là kênh Đất Đồng Radio ở dưới phần mô tả, thì các bạn có thể tìm và đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và một lần nữa, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.